Sau hơn 6 tháng nghiên cứu, vừa lắp ráp, chiếc máy xới vuông tôm và hút ống đinh của ông Khén đã được đưa ra vuông tôm thử nghiệm, được các nông dân cầm trồ về tiện ích và hiệu quả của nó. Máy làm mới đất kết hợp với hút đinh ốc, loại ốc làm ô nhiễm nguồn nước và là một trong những nguyên nhân gây ra môi trường vuông tôm biến động dẫn đến tôm chết. Thiết bị máy được lắp ráp từ những động cơ của xe tải, ông Khén tái chế lại hoạt động cùng lúc vừa xới đất vừa hút ốc đinh. Ông cũng đã tự đóng chiếc phà chở toàn bộ hệ thống máy di chuyển qua bờ vuông tôm. Được biết, năm 2013, ông Khén đã sáng chế thành công máy ép bạc cây siêu tốc và đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12.